Trong buổi tối ngày hôm qua có lẽ là quãng thời gian khó quên đối với những người yêu bóng đá Việt Nam khi mà chỉ ít phút sau khi được tận hưởng chiến thắng ngọt ngào của đội tuyển quốc gia, chúng ta lại phải xót xa trước một sự việc đáng buồn. Khi mà trận đấu kết thúc, một nhóm cổ động viên quá khích của Malaysia đã tấn công các cổ động viên Việt Nam trên khán đài sân Al Ramsar. Nhiều người đã bị thương, thậm chí máu đã đổ. Đây là cảnh tượng náo loạn trên sân vận động Al Ramsar tối qua. Hung hãn, thô bạo. Đó là những từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả về những kẻ mặt đằng đằng sát khí tấn công các cổ động viên của Việt Nam. Theo các phóng viên tại hiện trường, mãi tận đến khi vụ việc trở nên nghiêm trọng, cảnh sát Malaysia mới có mặt, bắt đầu triển khai nhiệm vụ bảo vệ người Việt Nam và nỗ lực kiểm soát tình hình trên khán đài. Vụ việc tối qua đã khiến một số cổ động viên Việt Nam bị thương nhẹ, có người đã đổ máu như trường hợp của anh Đặng Văn Trọng, 44 tuổi, một công nhân người Nam Định đang làm việc tại Malaysia. Anh bị đánh vỡ đầu, chảy máu và phải khâu 4 mũi. Trước diễn biến bất ngờ này, một số cổ động viên Malaysia khác tiến tới bày tỏ sự thất vọng, xin lỗi và tặng người hâm mộ Việt Nam khăn cổ động làm quà lưu niệm. Sau đó trên trang Twitter, tài khoản Team Malaysia FC, đại diện cho hội cổ động viên Malaysia với hơn 40.000 người theo dõi, đã đăng một tấm ảnh hữu nghị giữa cổ động viên hai nước kèm lời bình luận: phân biệt chủng tộc và bạo động không bao giờ được dung thứ. Chúng tôi gửi lời xin lỗi thay mặt một số cổ động viên Malaysia đã hành xử sai. Tờ The Star của Malaysia ngày hôm nay cho biết, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia Khairi Jamaluddin đã lên tiếng xin lỗi những cổ động viên bóng đá Việt Nam sau sự cố mà những kẻ quá khích gây ra. Trên trang cá nhân của mình, ông cho biết không có lời biện hộ nào đối với những hành động bạo lực như vậy. Cổ động viên Việt Nam là khách của Malaysia và đó không phải là cách để đối đãi khách, đó không phải là văn hóa của Malaysia. Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 tối qua, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-1. Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 12 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.